quảng bá cho anh em, tôi mới có quả đầu chất lượng, cũng như là quả kính Luffy tươi. Xin chào. Kính MV luôn. Ui rồi ôi. Đầu cứ gà. Vâng. Đầu người ta gọi là đầu. Đầu cắt moi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu. Nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn. Yo, hello và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em, đó là tôi mới nhận được một cái skin cực kỳ chất lượng nhá. Năm đấm lửa nhá. Câu thấy chưa, đây này, trông kiểu tay nó có cái lửa này, hay không? Quá là hay luôn nhá. Thì đây, chúng ta sẽ ở cái kho vũ khí và anh em sẽ vào cái mục nắm đấm nhá, thấy không? Đây là nắm đấm hỏa quyền nhá. Xịn chưa? Và lại anh em chắc là cũng đang thắc mắc về cái bộ trang phục mới của tôi đúng không? Trang phục này là một cái trang phục mà chưa xuất hiện trên server đâu nha. Tại cái thời điểm nhá mà tôi đang nói điều này là nó chưa xuất hiện đâu nha. Thấy không? Xịn không? Chúng ta sẽ có một cái bộ trang phục, đó là bộ trang phục chiến binh bão cát nha. Ok, tôi chảy giống chiến binh bão cát gì cả nhưng mà ngấu không? Xịn không? Đồ này anh em chưa có đâu nha. Xịn không? Quảng bá cho anh em, tôi mới có quả đầu chất lượng, cũng như là quả kính Luffy tươi. Xịn không? Kính MV luôn. Ui rồi ôi. Đầu cứ gà. Vâng. Đầu người ta gọi là đầu. Đầu cắt moi. Korea. Đầu Hàn Quốc nhá. Korea đầu Hàn Quốc nhá. Đừng có bảo cái đầu người ta đầu cứ gà nghe nó vô lý lắm. Anh em phải nghe nó phải hợp lý chứ, ai làm như thế bao giờ. Kìa. Ơ đù má. Đừng. Đéo hiểu kiểu gì. Ôi cuộc đời. Đau đầu. Sĩ kẹo đi thay vào là sĩ fuck à? No. Yo. Người ta gọi là sĩ bắc phoi. Trai kiểu trẻ trung tóc tai vuốt vuốt như thế này mà ai chịu nổi. Nghe mấy ai khổ sở tôi mặc mẹ áo rách này. Đầu này có được gọi là đầu cắt moi không? Nó cũng vàng vàng mà. Nó không cắt moi nhưng mà người ta gọi là đầu chất chơi người rơi. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Như xong Goku này chưa? Móng tay bẩn quá. Tí tôi xem xong stream ngồi cắt móng tay bẩn vãi ở trường ra. Nắm đấm lửa luôn. Đam thì nó không tăng thêm đâu anh em ạ, nhưng mà trông nó kiểu nó ngầu hơn đâu. Cái hỏa quyền này ấy. Có cái lửa đéo bao giờ luôn. Đấy, có ngọn lửa tay mà. Thay vì kiếm của công có ngọn lửa thì đây sẽ là tay của công có ngọn lửa. Thì với cái bộ trang phục chiến binh bão táp thì anh em trông có xịn đâu. Nhưng mà hình như sai à. Cái mặt nạ này đâu phải của chiến binh bão táp á. Hình như tôi đeo mẹ nhầm cái mặt nạ rồi công ạ. Thế thôi, cái này là nhầm rồi. Nhầm hẳn luôn rồi. Cái ông bảo cái hỏa quyền này cho vào tay là cháy tay. Cháy không sao được, nó gọi là dân chơi thì không bao giờ sợ mưa rơi nhá. À thế à. Nào yo, chúng ta tôi sẽ rủ cả team xuống đây cho nó hoành tráng. Anh em hiểu không? Giờ đây cái khu vực của chúng ta đây chính là khu vực khu dân cư nhá. Nào. Mà cái bộ trang phục mới trông. Tôi thấy cái bộ trang phục chiến binh bão táp mới trông đẹp mà. Cái hỏa quyền ở tay là một cái gì đấy rất là thú vị. Và công thì thường tưởng tượng bảo tôi là anh ơi cháy tay đấy. Nhưng mà không cháy được đâu. Những người đồng đội của tôi, tại sao những người đồng đội của tôi lại không mở mic lên vậy? Có phải những người đồng đội của tôi khinh tôi không? Không. Tôi nghĩ là mấy người đồng đội của tôi sợ bị bố mẹ ganh thôi. Cuộc sống tôi tặng các bạn một câu, ai trong cuộc sống này ấy, thì cũng đều phải bị bố mẹ ganh thôi. Nhá. Ui. Đây, chúng ta sẽ quay bên này nhá. Yo. Thế Fuckboy thử đút tay vào cái bếp ga xem phản ứng của nó như thế nào. Điên à? Có mà điên. Cái này ấy là ở trong game thôi thì cái tay của nó sẽ không làm sao này các ông này. Đây này cái tay này, hỏa quyền này, màu đỏ này, rực lửa này, trông đẹp chưa? Xịn chưa? Công bảo tôi đút tay vào bếp ga. Có mà điên. Thôi. Không nói chuyện với cái ổ ga. Đã thế bố phải vả cho cái láo. Người Việt Nam máu đỏ da vàng hiểu không? Tóc mình nó bị vàng bởi vì mình nó light tây anh em hiểu không?
Đau đầu với anh em quá chứ có phải tôi nhuộm tóc gì đâu, nghe mới va vẩn. Mấy anh em thấy quả kính lưu tươi nhìn đâu này của tôi xịn không? Bật mí cho anh em quả kính này tôi mua có 100.000 đồng trên Shopee. 100.000 đồng trên Shopee. Hôm sau tôi sẽ làm một cái video review những đồ xịt kẹo đang sử dụng. Đấy. Đấy, thấy chưa, nó phải chất lượng thế. Hay là tôi sản xuất áo in gọi là xịt kẹo kéo nhỉ? Hợp lý vãi lồn. Người ta đẹp trai như thế này, bảo nhìn như quẩn quẻ. Tao gọi hội, tao đánh chết thế rồi. Thôi bạn ơi, có vẻ bạn đang ghen tị với tôi không bạn? Đừng như thế trong cuộc sống này, u dối đừng có ghen tị với bất kỳ ai bạn ơi. Ui, đừng. Néo kính ấy. Sao cái thùng gỗ anh em ạ, ra man nhở. Đừng. Cứ bình tĩnh thôi, người anh em làm gì mới phải xoắn quẩy cả lên nhở. Ui đây, mày đây. Úi rồi. Pha mắt bắn ở xa thì nó mình cảm giác nó hơi khó bắn bởi vì kiểu nó bị lệch tâm ấy. Nhưng mà mình có cái ống ngắm nhiệt thì nhìn nó cũng dễ à. Nếu mà nhìn địch thì anh em chúng ta đây chúng ta thử luôn. Ống ngắm nhiệt thì nhìn địch nó sẽ khá là chuẩn thôi anh em ạ. Ok chưa? Đây. Đúng rồi. Làm sao? Bắn đi. Mình đang làm đạn này. Được luôn em ơi. Được rồi. Nào. Chúng ta lên đường đi. Nó gục rồi kìa. Chờ bạn nó qua đúng không? Bắn đi. Ôi có bắn thằng đốc ở đây rồi à? Quá được luôn. Rồi ok, hay lắm luôn. Thằng này cho lên đường đi, tiễn thôi. Thằng nào chơi skin rẻ rách. Skin này xịn mà. Rẻ rách làm sao, skin người ta xịn như này kêu rẻ rách. Thôi. Ôi thế là em không biết thưởng thức rồi. Mà nghĩ đến kiểu bảo sắp trung thu rồi, đến người yêu tôi còn đéo có. Cho nghỉ mẹ một đi. Buồn quá. Trung thu chắc là mình cũng sẽ chỉ ở nhà thôi, có khi ở nhà làm video cho anh em xem chứ còn Trung thu năm nay tôi chả có hy vọng gì cả bởi vì tôi không có người yêu. Thế là hình như là trung thu mấy năm trước thì như từ cái lúc mà 3 năm gần đây là trung thu tôi đều có người yêu, sao mỗi trung thu năm nay đéo có người yêu kiểu. Này, cậu đừng có nhắc đến chuyện. Ui, anh ơi em không có người yêu, đừng bắn em. Em không có người yêu, cậu đừng nhắc đến chuyện trung thu ấy nhá, rồi ra người yêu đi chơi nhá. Tôi mệt mỏi lắm rồi, nói thật đấy, chóng mặt quá. Người ta mệt mỏi lắm rồi, đừng có nhắc đến chuyện trung thu rồi người yêu cái thứ nữa nhá. Mệt lắm cơ ông ạ. Kìa. Mẹ ra đi, thanh niên này lút nhanh mình có lút đúng không? Ngáo quá ở đây đúng không? Chưa thấy nhở? Thế nó ở đâu ta? Mình cứ thử xài cái này xem. Sạc này hay này. Đúng rồi. Cầm trên tay UB nhá, sẵn sàng nhá. Thế chỗ nó ở chỗ nào ấy nhỉ? Ui chết rồi. Đứng ở đây cất chú xong rồi. Nó vẫn thấy mình. Đủ má. Nó thấy tôi không ạ? Nào. Được em ơi. Được em ơi. Ý rồi. Chạy kinh đấy. Nào. Ra đây. Đùa nhau đây. Tầm này hơi khoai anh em ạ. Xong hết chưa? Không biết tìm tôi xong hết chưa anh em, hay là tìm địch nó chạy mất tiêu rồi, xong rồi à? Nhanh thế. Tôi bị ngơ ấy. Chỉ phải nhanh đấy. Xong rồi, thêm mấy thằng này lên đường cả rồi ạ. Được bạn ơi. Đúng chuẩn đẹp trai luôn. Mấy người anh em của tôi đã hạ gục từ cái lúc mút một hoa chuối là tôi có sợ tôi ở trên ý. Thôi. Đéo hiểu kiểu gì, nhiều khi mình đéo hiểu kiểu gì luôn. Trông kiểu nắn ý. Rồi nha. Được rồi anh em, chất lượng chưa? Ở đây chúng ta còn cái gì không? Wow. Lượm thêm xíu đạn tiểu liên thì nó sẽ ngon hơn anh em ạ. Đây. Từ đầu trận giờ 1 kill. Thôi, tôi tự cảm thấy nể phục bản thân tôi quá anh em. Tự nể phục bản thân mình luôn, thế thì kinh rồi đúng không? Rồi, đâu? Ô, xì kẹo chưa chơi đồ á? Thôi, công. Vá vẩn. Sao mà chơi đồ là cái gì? Nhặt nhầm, nó phải là cái đạn dây móc mình nhặt mẹ đạn nỏ. Váng đầu quá, ui. Đủ má, sợ có thằng này ở đây. Đít.
Mẹ có mấy thằng. Ôi, thôi. Thế này chịu rồi. Đau đầu. Tôi thua đấy cậu. Thôi. Thế nhá. Đéo hiểu mẹ kiểu tự nhiên gặp mấy thằng mẹ mà chui đéo từ đâu ra thể. Cáu mày mình.